là bó, đập cho ăn chảo, sau từ 1 đến 5 phút cho nóng nhưng không được nóng quá và không được nguội quá. Sờ tay cảm giác là nóng nóng là được, tầm 20 đến 30 độ, đảo đều rồi bắc ra là bó. Sau khi được sao từ 1 đến 5 phút bắc ra, đổ rượu cho đều rồi dùng thìa đảo đều. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài kích thước từ 2 phân rộng 3 phân hoặc một chiếc túi dài 3 phân rộng 2 phân. Cắt một đầu ra, đây là khăn sứa của trẻ sơ sinh. Người ta vành miệng ra. Vành miệng. Là xúc lá từ trong chảo ra. Cho vào túi. Dàn mỏng thật mỏng. Ta dùng một tấm giấy đặt ở ngoài mặt má, nửa lên hoặc có thể bệnh nhân dùng một tấm vải xô kích thước 30 phân rộng 2 phân cùng làm mi xì như miếng máu ban đầu. Dùng thìa làm mỏng. Quấn vuông góc bốn cạnh. Chúng ta cũng dùng một tấm giấy đặt nửa mặt nám. Đây là hai điều lá mà nhà thuốc hay dùng để đắp cho bệnh nhân. Hoặc là bệnh nhân không một cái túi dài 3 phân rộng 2 phân cũng được. Mà hoặc là bệnh nhân là dùng một tấm vải xô dài 2 phân rộng 3 phân. Hai cách làm như nhau. Nhưng bệnh nhân không hay quen làm thì dùng bằng túi vải này là làm phương tiện nhất và dễ làm nhất cho bệnh nhân. Còn miếng vải xô này thì cũng được. Nhưng mà nhà thuốc hay làm quen thì nhà thuốc hay làm vẫn tấm vải xô này. Nên bệnh nhân muốn thay lá mà không biết cách làm thì nên làm bằng túi vải này là thuận tiện và dễ làm nhất cho bệnh nhân mà lá không bị rơi. Trên phim chụp hiện bệnh nhân này vướng mâm chảy khớp gối. Kết hợp bệnh nhân bị gãy đầu trên xương chảy. Hình ảnh xương gãy dĩ lệch và bóc tách. Hôm nay là thuốc kết hợp thuốc đắp và uống nhanh nhìn xương để điều trị cho bệnh nhân. Tiên lượng khoảng 20 đến 30 ngày là xương can hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân có thể đi lại được bình thường và co duỗi gập bình thường. Cái bó này cách ngày bó ngày hay là ngày nào phải bó thay? 5 ngày một miếng. 5 ngày miếng cơ. Chị bị bao nhiêu ngày rồi? Bị 15 ngày mà. 15 ngày. Chị ra chân cái. Hiện tại là chân bị sưng nhá. Vâng, sưng nhiều, vẫn còn sưng mà. Đấy. Em bảo là không uống thuốc kháng sinh. Đây là đắp.
Này đầu gối bên này bình thường này sưng là to này. Đây to mà nó vẫn nhói buốt. Thế bây giờ độ mấy độ 3 miếng là khỏi. 3 miếng là phải rửa. Vâng. 3 4 miếng. 3 4 miếng thì 5 ngày thì phải thành 5 ngày phải thành. Đi đâu mà gầy mông chảy này. Đấy đi nên còn đi mua cái cho cháu thế là chảy. Nó đi cùng chiều. Đấy cái con bé nó thi nào được đi thi vào công ty là được à. Cái giải gì đấy, giải nhất giải yếc gì thì nó bỏ quên cái áo cho nhà Xuyến. Thì bỏ mẹ con hết bỏ bị mới mang cho con. Cô bao tuổi rồi? Hả? Cô bao tuổi? Hơn 40. Ôi đau quá. Chị bao tuổi? Chú ơi. Rồi, yên không? Rồi. Mình nắn. 1-2 giây thôi. Đau nó mới khỏi. Thế hôm nào mình nắn thế chú? Không, một lần thì đây đây. Mình nắn thì đây. Nắn một lần thôi. Xong chú nói hẳn thì đi lại nhá. Toàn là ghế có đi lại đâu. Không đi lại đâu. Hạn chế đi lại là đúng, cái này nó xương được dạng. 15 ngày nó gấy dạng này. Vớ mông chảy. Xe máy của mình nó va nó đổ vào bán. Cái này là một ngày thì đổ rượu lên cho em 2 lần nhé. Đổ rượu vào. Vâng, 2 hoặc 3 lần. Rượu ta mình đi chú. Vâng. Cứ đổ vào cái chỗ này. Vâng. Đổ thì thấm vài nó như là cồn là sai rồi sai. Thì bó kia là 15 ngày là xưa nó can rồi mà. Nó lệch. Cái đường hở rất nhiều. Thì phải lệch lên. 5 ngày vào thay 1 miếng nhá. Chú cho số điện thoại là chú nhà. Lúc nào em ở nhà. Chú cho số điện thoại. Có cam đi tiếp mà. Lấy xương chày, đúng không chày. Cả cả tối xuống thay được. Lúc nào. Đấy nghe đồng lên chú cũng không chắc còn đồng nữa mà. Chú ấy ở nhà mà ấy cái này vào rồi mà cửa phải. Hả? Bình thường. Cửa bình thường được cái gì? Vừa thì gần nhà văn hóa đấy à? Cách nhà thờ, sát nhà thờ. Nếu chú đi Việt Nam đấy, nhà đồng bán rượu gì? Gần chùa đúng không? Đúng rồi. À, biết rồi. Chú biết. Em bỏ ngay nhiều phết. À. Tôi sát nhà thờ luôn. Đấy, thế này chắc là mình làm cựa quậy có được không? Bình thường nhá. À, thường. Nâng bấy ngón chân lên. Nâng bấy ngón chân. Nâng bấy ngón chân lên đi. Nhá. Đây này, em bỏ. Cái bàn chân này của chị này. Đấy. Nhìn nghiêng quay đây. Đấy. Đặt xuống. Nhìn hai bàn chân trên đây cho chân. Đấy. Nó sưng nhiều nhá. Có hiện tượng này là do sưng chưa can nhá. Nó sưng nhiều cái này. Xong rồi. Mời chào chị nhá. Hôm nay em ra xem này, kiểm tra chị ngày trước thì mình có thể không mối nhá. Chị cầm chân bình thường nhá. Cầm chân. Chị đi ra ngày bao nhiêu ngày chị đi ra ngày được? 19 ngày. Quay tròn lên rồi. Còn thấy nhạc em phải không? Nhạc em phải không? Rồi chị đi ra ngoài sân cho em. Rồi đi ra hàng cổng chị ạ. Đi ra hàng xa hàng cổng. Nó đi vào chị ơi. Nó qua chị ơi. Chị ơi đi vào. Được rồi. Chị bước
bước bậc thang bước xuống cho em. Rồi bước xuống, bước xuống. Rồi thì bước xuống nha, bước xuống. Bước xuống nha. Đi vào vòng ở sân cho em. Rồi đi vào nhà chị ơi, được rồi đấy. Rồi chị ngồi ngồi vào ghế đi. Bây giờ chị là kính đường nhé, thì hàng ngày thì lấy áo hốt này, ngày kính này, xương sông nhé, tần đun lên thì cho đun lên không cho muối vào, ngâm vào trong cái chua sơn đấy, được chưa? Đấy, hoặc là ngâm cho nó mềm cơ đi, cảm giác nào? Thế là của chị là dùng một tháng là coi như là chị quanh đường hết. Bao nhiêu ngày 19 ngày đi như thế nào được? 19 ngày là chú hôm đấy chú bỏ đi đấy, chị đi từ hôm đấy về thì là đi có đúng 2 ngày bằng nạn thôi. Từ hôm nay chị khỏi được mấy tháng chưa? Từ ngày đấy đến bây giờ là được. Hôm nay là mùng 6 là 2 tháng 3 ngày. À 2 tháng 16 ngày. Từ hôm 23 mà. Từ hôm 23 ngày. Từ hôm 23 ngày. Chân là chị khỏi hoàn toàn nhé. Mặt ra xin lại hình ảnh của chị về bướm chạy muối ấy. Chào chị nhé, tôi thấy mọi người khỏe. Nhớ là hàng ngày thì ngâm nước muối là đốt này cũng cần cho em nhé, đun lên cho một số sơn nước ngâm cho em. Đấy, bây giờ chân đi lại bình thường rồi, là tốt rồi. Nghe chào chị nhé. Đun nước ra. Vâng, nước tí em về.